chúng ta cùng làm gần vào bài tập tin học 4. Bài 14, khám phá môi trường lập trình trực quan. Bài 1, trong Scratch ghép mỗi lệnh với nhóm lệnh tương ứng. Chúng ta có câu A. Lệnh nói xin chào thì ta sẽ có là lệnh này ở trong nhóm lệnh hiển thị nha các bạn. A trong hiển thị. Câu B là lệnh ngoại âm thanh thì lệnh này sẽ ở trong nhóm lệnh âm thanh nha các bạn, là nhóm lệnh số 3 đấy các bạn. Tiếp theo câu C là thay đổi độ dày của nét bút, ta có nó sẽ ở trong hình 4 nha các bạn, là nhóm lệnh bút vẽ. Câu D, lệnh khi bấm vào nhân vật này thì lệnh này ở trong nhóm lệnh sự kiện, là hình 5. Câu E, lệnh nước trong 1 giây tới vị trí ngẫu nhiên, ta có lệnh này nằm trong nhóm lệnh chuyển động và là hình 1 nha các bạn. Bài 2, em hãy sắp xếp các bước sau cho đúng thứ tự. Thực hiện đưa lệnh vào chương trình cho mỗi nhân vật. Câu 1 ta có câu 1 là chọn nhóm lệnh. Câu 2 kéo thả lệnh vào vùng tạo chương trình. Câu 3 chọn lệnh trong nhóm lệnh. Câu 4 chọn nhân vật. Thì bây giờ chúng ta cần sắp xếp lại 4 câu này theo thứ tự đúng nha các bạn. Đầu tiên chúng ta cần chọn nhân vật, tiếp theo chúng ta sẽ chọn nhóm lệnh và tiếp theo chọn lệnh trong nhóm lệnh và cuối cùng là kéo thả lệnh vào vùng tạo chương trình. Bài 3, em hãy điền các bước thực hiện câu 2 vào ô trống trong hình sau cho phù hợp. Thì đầu tiên chúng ta cần chọn nhân vật. Bước 2 chúng ta cần chọn nhóm lệnh. Bước 3 chúng ta cần chọn lệnh trong nhóm lệnh và cuối cùng bước 4 chúng ta cần kéo thả lệnh vào vùng tạo chương trình. Bài 4, trong cửa sổ Scratch chưa hiển thị nhóm lệnh bút vẽ, viết vào chỗ trống các bước thực hiện sau theo thứ tự đúng để nhóm lệnh này xuất hiện ở khu vực nhóm lệnh. Ta có đầu tiên chúng ta cần nháy chuột vào biểu tượng dấu hai nhóm lệnh và dấu cộng này. Tiếp theo chúng ta cần bước 2 nó sẽ xuất hiện danh sách nhóm lệnh mở rộng nha các bạn. Đây là nút nhóm lệnh mở rộng nha. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn nhóm lệnh bút vẽ trong danh sách nhóm lệnh mở rộng. Cuối cùng chúng ta bước 4 nhóm lệnh bút vẽ được thêm vào khu vực nhóm lệnh. Bài 5, điền các từ hoặc cụm từ thích hợp là nhóm lệnh cùng màu và chỗ trống trong mỗi câu sau. Trong Scratch, mỗi nhóm lệnh có nhiều lệnh và chúng có cùng màu. Mỗi lệnh sẽ điều khiển nhân vật thực hiện một hành động. Bài 6, điền đờ hoặc sờ vào ô trống cho thích hợp. Đầu tiên chúng ta có các lệnh được ghép với nhau thành khối lệnh là đúng nha các bạn. Các khối lệnh được ghép với nhau tạo thành một lệnh, sai nha các bạn. Khi chạy chương trình, các lệnh trong khối lệnh được thực hiện lần lượt theo thứ tự từ trên xuống dưới là đúng nha các bạn. Tiếp theo, chúng ta có khi chạy chương trình, các lệnh trong khối lệnh được thực hiện theo thứ tự tùy ý là sai nha các bạn. Bài 7, trong khi di chuyển hoặc quay nhân vật có thể bị lộn ngược lệnh nào sau đây giúp em tránh điều đó, thì đó là lệnh đặt kiểu xoay trái phải nha các bạn. Còn lệnh xoay 15 độ, xoay trái 15 độ, xoay phải 15 độ thì sẽ chỉ xoay thôi và xoay trái 15 độ cũng như vậy. Còn lệnh nếu tiếp xúc với cành bật lại thì nó sẽ là lệnh mà giúp chúng ta có thể làm nhân vật chạm vào tường thì nó bật lại nha các bạn, là nhân vật sẽ bị lộn ngược đấy các bạn ạ. Vậy chúng ta cần đặt kiểu xoay trái phải để chúng ta cần lệnh đặt kiểu xoay trái phải hoặc Như vậy thì chúng ta mới có thể để nhân vật đi bật vào tường mà không bị lộn ngược nha các bạn. Bài 8, điền tên công việc. Chạy chương trình lưu tập với tên là Robot 2 thoát khỏi phần mềm Scratch và chỗ trống ở một cột công việc trong bản sau cho phù hợp với thao tác thực hiện công việc. Thao tác, em nháy chuột vào nút dấu X ở góc bên phải của màn hình Scratch. Công việc của nó là thoát khỏi phần mềm Scratch. Tiếp theo, chúng ta có chọn lệnh lưu về máy tính trong bảng chọn tập tin. Cửa sổ Save As hiện ra. Em chọn thư mục lưu trữ và đặt tên là Robot 2. Chúng ta sẽ, đấy là công việc lưu tập với tên Robot 2. Tiếp theo, chúng ta có nháy chuột vào nút lệnh mở rộng ở góc trên bên phải sân khấu, mở rộng toàn màn hình. Nháy chuột vào nút lệnh lá cờ xanh để chạy chương trình. Muốn kết thúc, em nhấn phím ESC để quay lại màn hình Scratch. Thì đây là công việc của nó là chạy chương trình nha các bạn. Bài 9, khoanh vào chữ cái là trước đáp án đúng. Chương trình nào dưới đây điều khiển nhân vật thực hiện lần lượt các hành động sau. 1. Hành động thứ nhất là di chuyển 100 bước. Hành động thứ hai là quay phải 120 độ. Thì đó là câu A nha các bạn. Bài 10, cho chương trình Scratch như hình minh họa ở hình sau. Khi chạy chương trình, chúng mèo vẽ hình gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm vào Scratch nha các bạn. Đây, và đây là giao diện Scratch của mình. Mình đang làm trên scratch.me.edu online nha các bạn. Đây là các bước thực hiện nha. Chúng ta sẽ có các bước. Chúng ta sẽ có tổng là 3 bước nha các bạn. Bước 1. Câu A chúng ta cần trả lời khi chạy chương trình chú mèo vẽ hình gì. Đây, các bạn nhìn vào cái hình minh họa này, các bạn thấy chúng ta có các lệnh như sau. Thì những lệnh này là những lệnh cơ bản thì các bạn sẽ không cần để ý. Chúng ta để ý những lệnh từ lệnh di chuyển 100 bước đến lệnh xoay trái 120 độ nha các bạn. Đó là lệnh để vẽ ra được hình. Các bạn thấy chúng ta sẽ có là di chuyển 100 bước, xoay trái 120 độ và 3 lần như vậy thì chúng ta sẽ có là vẽ được một hình tam giác đều. Chúng mình đã vẽ được một hình tam giác đều nha các bạn. Câu B, hãy thực hành tạo chương trình để kiểm tra kết quả dự đoán của em ở ý A, hướng dẫn ý B. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ thực hành các bước thực hành theo hướng dẫn của nhiệm vụ 1 trong sách giáo khoa trang 65 để tạo chương trình. Chúng ta sẽ làm theo trong sách giáo khoa trang 65 để tạo chương trình nha các bạn. Bước 2 là nháy chuột vào nhân vật mèo trên sân khấu để chạy chương trình và quan sát kết quả. Bước 3 là lưu tệp chương trình với tên phù hợp theo hướng dẫn của câu 8 nha các bạn. Hướng dẫn của câu 8 thì chúng ta sẽ có hướng dẫn câu 8. Chúng ta sẽ phải lưu tên là Robot 2, như tên tệp là Robot 2 nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nha. Đây, bước 1, chúng ta cần thực hiện các bước thực hành theo hướng dẫn của nhiệm vụ 1 trong sách giáo khoa trang 65 để tạo chương trình. Đây, thì bây giờ chúng ta cùng làm nha. Làm theo trong sách giáo khoa thì chúng ta sẽ có các lệnh như sau. Đầu tiên chúng ta phải vào nhóm lệnh event, lấy lệnh when green flag click ra. Tiếp theo chúng ta sẽ có là đây, chúng ta sẽ vào phần nhóm lệnh mở rộng này nhá. Chúng ta chọn nhóm lệnh pen. Đây, chúng ta chọn nhóm lệnh pen. Chúng ta sẽ lấy erase all là xóa tất cả. Tiếp theo là đặt bút pen down. Tiếp theo chúng ta sẽ pen up. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn bút màu là Set Pen Color To. Chúng ta sẽ chọn màu xanh nước biển nha các bạn, theo trong sách. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có là di chuyển, move 100 bước và xoay trái 90 độ. Và đợi 1 giây, wait 1 second. Cứ lặp lại như vậy, chúng ta có 4 lần nhé các bạn. Ở đây thì mình sẽ làm nhanh. Mình sẽ không viết lại 4 lần câu lệnh move 100 step, turn 90 degree nữa và wait 1 second nữa. Chúng ta sẽ cho nó repeat 4 lần là được nha các bạn. Đó. Thì các bạn thấy nó đang vẽ này các bạn. Đó. Đây, kết quả của cái hình sau khi vẽ là ra như này. Chúng ta còn hai lệnh thêm nữa là chúng ta vào lúc lấy xây, chúng ta sẽ cho nó nói xin chào các bạn. Đó. Và mình sẽ nhấc bút lên, pen up. Đó, đây là chương trình của mình nha các bạn. Đây, sau khi thực hiện sau bước 1, trong nhiệm vụ 1 ở trong sách giáo khoa tin học 4 trang 65 thì mình đã làm xong bài này. Chúng ta đã làm xong bước 1 rồi nha các bạn. Bước 2 chúng ta sẽ nháy chuột vào nhân vật mèo trên sân khấu để chạy chương trình và quan sát kết quả. Đây, chúng ta sẽ nháy chuột vào nhân vật mèo này nhé. Đây thì nếu muốn nháy chuột vào nhân vật mèo để chạy chương trình thì chúng ta sẽ có đây. Chúng ta vào event, chúng ta sẽ có when display click. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đó, khi chúng ta kích vào nhân vật mèo nó sẽ chạy. Các bạn thấy. Đó, như vậy. Chúng ta đã xong bước 2. Bước 3. Nêu tên chương trình với tên phù hợp theo hướng dẫn ở câu 8. Câu 8 người ta và chúng ta lưu tên là nêu tên của chương trình với tên phù hợp là Robot 2 nha các bạn. Đây thì các bạn có thể vào xếp thư cho computer như này để new nó về nha các bạn. Đây, các bạn có thể vào đây để xếp nó về máy tính của các bạn nhá. Đây thì mình xếp về nó sẽ lên đây này. Đây là file Robot 2 SP3 của mình sau khi mình làm cái này là các bạn. Rồi, vậy là chúng ta đã xong bài 10 câu B đúng nha các bạn. Rồi, hôm nay chúng ta đã làm xong quyển vở đầu tin học 4 bài 14 khám phá môi trường lập trình trực quan. Và xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.